Let's start the election today. So before the election today, I want to check the do our homework and do our election. I have the final test. I have final test của một vài kiểm tra của kỳ cho các bạn ở đấy là hiện tại nó có đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 six people có 6 bạn tham gia đúng không? Có thể là các bạn khác quên mất lịch học vào thứ bảy và hôm nay không nhớ để vào, thì cô vẫn cứ dạy theo bình thường và tổng kết khóa học cho những ai đang học chứ. Rồi, khi mà chúng ta bắt đầu vào buổi học cuối cùng hôm nay thì cô sẽ ôn tập lại tất cả các kiến thức cho các bạn vào từ vào các cái thẻ này. Tôi yêu cầu các bạn sẽ nhìn vào các cái hình ảnh của cô tên màn hình. Các bạn sẽ nhìn vào hình ảnh của cô tên màn hình nhá. Sau đó các bạn sẽ đưa vào các cái hình ảnh đó và trả lời đó là cái gì bằng tiếng Anh. Ở đấy thì cô sẽ có về màu sắc, hình dạng và có về phần là cả phonics mà các bạn đã được học về cả phonics. Rồi sau cả phonics thì các bạn sẽ được kiểm tra về con cá được ra dây mình rồi đến xây bù ra cái mình đồn đủ ai vất phà ai đang sau cả về bằng chữ cái thì các bạn có thể sẽ được kiểm tra bằng một số loại quả để trước tôi sẽ chỉ đưa ra cho các bạn một ít loại quả mà các bạn đã được học. Bên cạnh các loại quả thì sẽ có cả con vật. Các con vật xong thì các bạn sẽ có một vài hình ảnh liên quan đến bộ phận cơ thể con người và cả khi từ mới mà các bạn đã được học, các bạn đã hiểu phần này chưa? Nó thi dễ thôi, cô sẽ chọn đá các từ này dễ. Rồi đầu tiên là về phần kiểm tra cả phonics về bảng chữ cái nhé. Bạn nào xuống phóng trả lời đầu tiên đó, các bạn ai trong số các bạn cũng phải trả lời. Rồi đầu tiên là kiểm tra về bảng chữ cái. Kiểm tra về bảng chữ cái. Các bạn giơ tay là cố qua chứ. Theo tên lắm. Rồi, ai cũng phải trả lời. Thế nên là chúng ta sẽ trả lời theo phương pháp thì các bạn sẽ có chủ động hơn. Bạn chỉ cãi các bạn đã được học bao ngắn đi. 20 buổi chúng ta đã được học cả chữ cãi thôi đúng không? Đây là chúng ta chỉ ôn lại cả chữ cãi thôi. Cũng không thấy tháng nó sợ chữ cãi bằng chữ cãi đâu. Rồi bạn bạn Cống Hoang nhá, trả lời được cho cậu nhá, là người đầu tiên nhá, mở bát. What's letter is it? What letter is it? Không phải. Nhưng mà mình vẫn không biết chí đâu. Mình nói nha. Không chí đâu. What letter is it? What letter is it? Me. Letter M. Sao? N. Letter M. M. Now the next. T. Letter K. K. The next. Letter I. Letter N. Letter
L. What letter is it? V. G. C. E. B. 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 D. So thank you, Stefan. Now the next. I have shape and color. Shape and color. Now the first one will talk about color. What color is this? Nào cậu Hoa nào. Và trở lại cái phần kiểm tra của em. Con sẽ như là con sẽ đi. What color is it? Con sẽ như là con sẽ màu gì đây? Con sẽ như là blue. 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 Không tìm. Không tìm. Đọc biệt. Rồi, bỏ quá. Không tiếp theo. Brown. Màu này là màu đỏ nhá, màu đỏ. Red. Red. Không 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 màu hồng chúng ta sẽ có là pink 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 green green three four five các bạn đã chuẩn bị nhá. Màu vàng thì nó sẽ có là rồi màu cam. Triangle. Heart. Heart. Bên trái tim.
Này. Intro. Đó, Thôi các bạn khá chuẩn bị nhá, chúng ta sẽ học về các bảng bảng chữ cái này, học về màu sắc, học về hình dạng và học về một số loài động vật. Các bạn khá chuẩn bị nhá, đi bằng cổng hoa lên. Người đầu tiên chồng của mình tiếp theo cô kêu cá bằng cống hoa chị nhé. Xin cho nó sẽ có tư duy bền bền rồi cô cho cống hoa chính đi nhá. Cô mơ bàn thả các đinh đăng đó. Để sao đấy? Đó. Alo, đi chồng. I have a final test and are you ready? Are you ready? Bạn sẵn sàng chưa? Yes or no? Yes or no? Các bạn cứ thoải mái đi, vì bạn này có kiểm tra lại một số kiến thức các bạn đã được học thôi. Rồi, what letter is this thing called? Chữ letter M. Letter M, right? T. What letter is it? This is letter. Hi. Hi. This is sit e letter I. I. Sit e letter M. Yeah. L. L. Nào các bạn nhìn cố đọc lại nhé, các cô sẽ ôn tập lại cho các bạn này. Letter L. 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 G. 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 C. C. Letter B. Letter B. Letter D. D. N. N. T, T, K, letter K, I, I, letter I, M, 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 R, R, N, L. Hình vuông chúng ta sẽ có là square, square, square. Rectangle, rectangle, triangle, triangle, heart, 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 circle, 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 square, square. What color is it? It is purple. It is purple, purple. Purple, pink, purple, pink, purple, pink, pink, green, green, yellow, 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 orange, 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 black, 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 black,
bơ rách. Rê. Tôi hãy rê. Bơ mô. Mà đã bị tung. Blue. Blue. And purple. What fruit is this? This is orange. This is an orange. Tomato. Tomato. Chúng ta đã được học trong letter T. T. Tomato. Pineapple. Pineapple. Nó sẽ có quả dữ đúng không? Pineapple. Mangosteen. 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 Lemon. Lemon. Lemon là quả chanh. Lemon. Orange. Tomato. Pineapple. Mangosteen. Mangosteen. What animal is it? Fish. Fish. Sea snail. Sea snail. Lobster. Lobster. Lobster là tôm hùm. Whale. Whale là cá voi. Fish. Hình ảnh bàn tay chúng ta sẽ có là hand, 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 head, 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 finger, 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 summer, 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 rainy, rainy, umbrella, umbrella. Cup, cup, cup. Rồi, có bạn nào muốn kiểm tra không? Nó trong giáp đó. Ok, so good. So what color is this? Trong giáp, what color is this? Purple. 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 Pink. Pink. Green. Green. Yellow. Yellow. Orange. Orange. Black. Black. Red. Red. Blue. Blue. So good. Now, what letter is this? Letter L. L. V. V. C. C. B. B. D. D. N. N. T. T. K. K. A. A. M. M. O. A. So, good job. Now, the next. What shape is this? Cái vuông chúng ta sẽ có là gì đó? Nó sẽ đọc là square. Square is a good. Now the next. Rectangle. Rectangle. Circle. Try. Triangle. Triangle. Hand. Heart. Heart. The last one. Circle. Circle. Now, what fruit it is? Mango. Mango cheese. Mango steam. Now next. Lemon. Lemon. Orange. Orange. Mai này ở bên chúng ta cũng không?
my tomato. Tomato. Pineapple. Pineapple. So well done, now tonight. What it is? Yeah. Yeah. Hello. Hand. Hey. Ping. Ping. Finger. Finger. Mùa hè chúng ta sẽ có tư gì nữa? Autumn. Summer. Summer. Tay mưa, tay quả mưa. Rainy. Rainy. What? Good job. Now tonight. What is it? Cái ổ chúng ta học ở mấy chữ? Letter. Umbrella. A flower. Cup. 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 Feet. Feet. Scissors. Con này là con ốc biển. Chúng ta sẽ học là scissors. Scissors nail. Scissors nail. Rồi, từ nay các bạn cũng đã quên rồi. Scissors nail rồi, từ nay. Tôm hùm. Lobster. Ờ, cái bài này cứ bỏ quá nhá. Lobster và từ wow. Còn lại cả câu phát này các bạn sẽ khó hơn. Wow. Vậy thì con voi chúng ta sẽ làm gì nào? Trong dạng con voi chúng ta sẽ làm ra gì? Con voi. Elephant. Oh, elephant. Elephant. Nào, tư của con. Run. Rumble. Run. Run building. Chắc run building. Có người đang quả trong trong. Run building. Rồi, có bạn nào muốn kiểm tra được không? Cái bài kiểm tra này nó cũng ảnh hưởng đến cái phần kiểm tập thể cho các bạn đấy. Rồi, thank you so much. Welcome. Rồi, rất tốt. Các bạn khác nào có thể giơ tay cả lời cho con đó. Rồi, cậu có 3 năm muốn giữ tay này trả lời được không? Rồi, chỉ có mỗi bàn trong giả lập giữ tay và trả lời được không? Cái điểm này thì cô sẽ check vào cái phần mà kiểm tra tổng kết của các bạn ấy. Có một bàn được một phần quà nhỏ cho cô. Khi các bạn nó ảnh hưởng đến một vài điểm đấy. Vì bạn trong giả có câu trả lời đúng thì thôi, cô sẽ công vào cái điểm tổng kết của bạn ấy là không phải mấy đây điểm đó, cho nên là những cái bàn nào có thể là lúc nãy cô cho các bạn ấy đứng có vị trí xếp đầu tiên của lớp thì bây giờ có thể là thay đổi rồi. Có bạn nào muốn giơ tay không?
Rồi chúng ta sẽ học bài hôm nay nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học về letter V. V 6 V V V V V V V Lesson 20. Sorry. Phonic V. Lesson 20, phonic V. Today is the last lesson of English Online Course 1. Hôm nay là buổi cuối cùng của khóa học thứ nhất. Lesson 20. Vậy là chúng ta đã gắn bó với nhau 20 tuần. 20 tuần tức là 20 tiết. Nhưng mà trong đó chúng ta đã nghỉ một vài ba tuần thì đó thì chúng ta cũng kéo dài được khoảng tầm 23 tuần với các bạn ạ. Một khóa học mà kéo dài 23 tuần thì nó hơi lâu đúng không? Một là một tuần chúng ta chỉ được học một buổi cho nên nó kéo dài rất là lâu, cho nên là các bạn cái tỷ lệ mà các bạn quên cả cái thẻ của cô và các tư mở của cô rất là cao, là đụng đôi khi là chúng ta học cách xa của ấy. Mỗi tuần chúng ta chỉ học một bài và học được khoảng cái tư mở mà lại không được, không có quá trình học nhiều liên tập, cho nên là chúng ta sẽ bị quên là đúng tiêu này là chúng ta không thể phủ nhận được không? Rồi, hy vọng là các bạn sẽ xem lại vở của mình và đọc lại tất cả các từ. Hôm nay chúng ta sẽ học lên nhé. Phonic V sau V V. Rồi viết một bài vào vở con. Let phonic V. Phonic V sound. Phonic V sound. Phonic V sau V. Let's learn some new words. Okay, let's learn some new words in the mat. Chúng ta sẽ học một bài từ mới liên quan đến phonic V. So now you look at the picture, you can get rau củ quả đúng không? Rau củ quả thì chúng ta sẽ gọi chúng họ là vegetable. Nhìn đây chúng ta sẽ thấy một ngôi làng cổ. Ngôi làng này chúng ta sẽ gọi là village. Vegetable. Village, vegetable, village. Vase. Là cái lò hoa. Vegetable, village. Vase. Vacuum. It means that, là cái máy bụi đấy các bạn. Vacuum. Đây, hình ảnh này là mọi người đang cầm chiếc cúp, tức là khi mà chúng ta giành một chiến thắng, một giải thưởng nào đó thì gọi là cái sự chiến thắng của bản thân, hoặc là đồng đội, hoặc là một cái
cá nhân tập thể nào đó thì chúng ta sẽ gọi là victory. 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 Vacuum. 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 Victory. Victory. Hình ảnh người Việt Nam chúng ta sẽ gọi là Vietnamese. 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 Victory. Vacuum. Vacuum. Victory. Vietnamese. Vietnamese. Victory. Victory. Vacuum. 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 Vegetable. Vegetable. Village. Village. Vase. Vacuum. 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 Victory. Victory. Vietnamese. 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 Đó, các bạn phải ghi cái mẫu nha. Ở đây vegetable nghĩa là rau củ quả. Village là làng. Vase có nghĩa là lọ. Vacuum có nghĩa là máy đục bùi. Victory là sự chiến thắng. Vietnamese là con người Việt Nam. Người Việt Nam ở đây có ý nghĩa là gì? Mỗi quốc tịch, tức là mỗi đất nước thì chúng ta sẽ có mỗi đất nước thì chúng ta sẽ có một quốc tịch, tức là nếu là người Việt Nam thì sẽ, nếu là thuộc đất nước Việt Nam thì chúng ta sẽ có quốc tịch là người Việt Nam. Nếu sinh ra và lớn lên ở Anh thì chúng ta sẽ có quốc tịch là người Anh. Tức là như vậy thì ở Mỹ, ở Canada đều như vậy. Thì sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có quốc tịch thuộc người Vietnamese. Nationality, tức cuối cùng, nationality, quốc tịch. Nationality, nationality, nationality. Ở Hà Nội. Nationality. Nationality. Hà Nội là một thành phố, tức là một cái tỉnh thuộc đất nước Việt Nam. Khi mà nói người Việt Nam thì thuộc về đất nước Việt Nam thì nó phải chung lên. Vegetable, vegetable, vegetable có nghĩa là rau củ quả. Village, village là ngôi làng hoặc là cái làng. Vase, 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 lò hoa. Vacuum, vacuum, vacuum có nghĩa là máy đục bùi. Victory, victory có nghĩa là sự chiến thắng. Vietnamese, Vietnamese có nghĩa là người Việt Nam. Nationality, nationality, quốc tịch. Nationality, 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 Vietnamese, Vietnamese, victory, victory, vacuum, vacuum, vase, vase, village, village, vegetable, vegetable, village, village, vase, vase, vacuum, vacuum. Victory, 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 Vietnamese, Vietnamese, nationality, nationality là quốc tịch, nationality, nationality, Vietnamese, Vietnamese, victory, 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 vacuum, vacuum, vase, vase, village. Village, vegetable, 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 village, village, vase, vase, vacuum, vacuum, victory, victory, Vietnamese, Vietnamese, nationality, 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 Vietnamese, victory. Victory, vacuum, vase, vase, village, village, vegetable, 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 village, village, vase,
Vase. Vacuum. Victory. Victory. Vietnamese. Vietnamese. Nationality. 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 Vietnamese. Victory. Vacuum. Vase. Village. Vegetable. 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 Village. Vase. Vacuum. Victory. Victory. Vietnamese. Nationality. Nationality. Vegetable. 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 Village. Village. Vase. Vase. Vacuum. Victory. Victory. Vietnamese. Nationality. Vegetable, village, base, vacuum, vacuum, victory, victory, Vietnamese, nationality, 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 Vietnamese, Vietnamese, victory, victory, vacuum, vacuum, base, base, village. Village. Vegetable. 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 Village. Vase. Vacuum. Vacuum. Victory. Victory. Vietnamese. Vietnamese. Nationality. 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 Vietnamese. Victory. Vacuum. Bay, Billy, vegetable, vegetable. Oh, who can read again? Now who can? Now bạn nào đọc cho cô nè. Vegetable, Billy, Bay, vacuum, victory, Vietnamese, nationality, nationality. Ha Vĩ nó đọc cho cô nè. Vegetable, vegetable, village, village, base, base, vacuum, victory. Vietnamese, nationality, nationality, Vietnamese, victory, vacuum, vase, village, vegetable. Bạn Hương Huế, now can you repeat? Vegetable. Vegetable. Village. Village. Vase. Yeah. Vase, not vase. Yeah.
Vacuum. Vacuum. Victory. Victory. Vietnamese. Vietnamese. Nationality. 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 Vietnamese. Vietnamese. Victory. Victory. Vacuum. Vacuum. Vase. Yeah. Vase. No, vase. Yay. Really. Really. Vegetable. 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 Okay, thank you. Vegetable. The next person. Bạn tiếp theo nào? The next person. Tính đúng nào? Rồi, bài giảng này nó đọc cho cô nào? Vegetable. Vegetable. Really. Vậy. Vegetable. Vịt đi. Việt Nam mình. Nationality. Nationality, good job. Not the right question, not yet, Yana. Vegetable, village, vase, vacuum, victory, Vietnamese, nationality, nationality. Nguyễn Hoa Nga Vy, nó đọc cho mọi người con. Vegetable, village, vase. Welcome, victory, Vietnamese, nationality. 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 Vegetable. 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 Very good. Nó có hoa. Vegetable. Really. Nationality. Nationality. Vegetable. Vegetable. Billy. Vacuum, 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 victory, victory, Vietnamese, Vietnamese, nationality, nationality. Tính trong. Nó tính trong á. Rồi, bạn Đinh Dũng và Đinh Trọng chữa hạch tích lý này á. Dạ chứ. Một tuần nữa mà bạn chữa hạch tích lý. Bảo ảnh nào đọc cho mở cho cô nó. Xong dạ. Vegetable. Village, vay, vacuum, BCE, Vietnamese, nationality, 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 okay, nationality, Vietnamese, Vietnamese, victory, victory, vacuum, vacuum, vase, vase. Billy, Billy, vegetable, vegetable, Billy, vase, vacuum,
Victory. Vietnamese. Nationality. Hãy in. Vegetable. Village. Way. Vacuum. Victory. Vietnamese. Nationality. Naturally. Rồi đọc lại nữa nhá. Vegetable. Valid. Way. Vacuum. Victory. Vietnam is natural. Nationality. Rồi, vegetable. Really. Vague. Vacuum. Victory. Vietnamese. Nationality. Vietnamese. Victory. Vacuum. Vague. Really. Vegetable. Really. Vague. Vacuum. Victory. Vietnamese. Nationality. Now the like we play Tom. Ơi, ở đây chúng ta sẽ có về số bài từ 7 ở đây thì chúng ta sẽ có từ kiểu vi này Việt Hoa hay là Việt Thương đó các bạn. Tính hóa nó chúng ta sẽ chọn ở bài nào 7. Ai 7, not 7 a capital. Chúng ta sẽ chọn ở chữ thương thì không chọn về chữ in hóa đúng không? Rồi, 7. The next, Phan Hùng. Phan Hùng đó, chúng ta sẽ chọn A hay B đó. Mở mấy cho con đó, Phan Hùng. B. À, B. So what is it? Now what is it? This is vegetable. This is my apple. This is my tomato. This is my cucumber. Now what is it? Đinh trúng. This is vegetable. So good. Now the next. It is a link hóa click video victory van vacuum of vay. Vay. That's right. The next question. Công hoa. It victory volcano village of virtual. Công hoa click. Victory, sự chiến thắng, it is victory. What are they? Volcano and van or volcano and vacuum? Now can another person, Van Thạc nào? Volcano and van, volcano and vacuum. Have we nào? Xong rồi áp nó, nó sẽ có câu này nữa. What are they? Volcano and van. Volcano and vacuum. Volcano and vacuum. Volcano có nghĩa là núi lửa và vacuum có nghĩa là cái máy bột. Thì chúng ta sẽ đẩy, nếu không để tư vắc, volcano
thì chúng ta sẽ nhìn vào cái phần vacuole next class có thể đoán ra đúng không? The next. Binh Khoa. Chinese, Vietnamese, Vietnamese. That's right. Now the next. Tống Hoa. What is it? It's a village. Good job. Now, the first structure we learned about. Hỏi bạn đến từ đâu, chúng ta sẽ hỏi là where are you from? Where are you from? Bạn đến từ đâu? Tôi đến từ đất nước Việt Nam. Thì chúng ta sẽ nói I'm from Vietnam. I'm from cộng với đất nước mà chúng ta đến. Ví dụ I'm from Vietnam, tôi đến từ Việt Nam. Where are you from? I'm from Vietnam. Rồi các bạn ghi cho cô khẩu thúc đầu tiên. Hỏi bạn đến từ đâu? Where are you from? I'm from Vietnam. Tôi đến từ đất nước Việt Nam. Nếu như ở Anh thì người ta sẽ nói I'm from England. I'm from England. I'm from China. Tôi đến từ Trung Quốc. I'm from China. I'm from England. Tôi đến từ Anh. I'm from America. Tôi đến từ nước Mỹ. Where are you from? Rồi với chúng ta thuộc về nước Việt Nam thì chúng ta sẽ nói là I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Hỏi bạn đến từ đâu? Where are you from? Where are you from? I'm from Vietnam. Where are you from? Bạn đến từ đâu? Where are you from? I'm from. Đồng với đất nước. I'm from Vietnam. Where are you from? I'm from. Còn với đất nước mà chúng ta đang sinh sống. Where are you from? Nó Nguyễn Hoa Hoa Vĩ đó. Where are you from? I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Tôi đến từ Việt Nam. I'm from Vietnam. Anh Trung, where are you from? I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Yes. Khi mà chúng ta hỏi bạn đến từ đâu, chúng ta hỏi đất nước thì chúng ta chỉ trả lời là Vietnam là được. Còn khi nó hỏi về quốc tịch thì chúng ta phải nói là tôi là người Việt Nam. Thì thôi thì chúng ta sẽ được học quốc tịch đó. Tống Hoàng, where are you from? I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Từ am này được viết tắt từ I am from Vietnam. I'm from Vietnam. Đinh Khoa, can you answer the question? Where are you from? I'm from America. America. Bạn đến từ Mỹ. Oh, so good. Where are you from? I'm from. Còn với đất nước của chúng ta là America, có nghĩa là Mỹ, America. Hải Yến, where are you from? Hải Yến, where are you from?
cái cấu trúc đầu tiên hỏi bạn đến từ đâu. Where are you from? I'm from nước. Thì đâu? I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Vietnam. Where are you from? Nước Tây chứ nào? Nước Tây. Where are you from? I am from Australia. 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 Where are you from? I'm from Australia. Được Úc, các bạn có thể ngoài đất nước Việt Nam thì các bạn có thể liệt kê ra những một số nước như là ở đây chúng ta sẽ có là America. America có nghĩa là nước Mỹ. America có nghĩa là nước Mỹ nhé các bạn. America. England. England là nước Anh. America, England. Hoặc là các bạn có thể trả lời bạn ấy tiếng Trung Quốc chẳng hạn. China. China là tiếng Quốc. Hãy cùng lắp xe cho các bạn một số đất nước. America. America là nước Mỹ. England là nước Anh. China cũng là Trung Quốc. Qua đất nước Việt Nam thì chúng ta sẽ viết lên như thế này nhé. Vietnam. America. America. England. England. China. 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 Where are you from? I'm from America. Where are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from China. China. Cô. Bé cháu nó cháu như chờ. À rồi, con bên đọc nhau cả. Where are you from? Where are you from? I'm from công bộ đất nước. America, England, China, China, China. Where are you from? I'm from Vietnam. I'm from America. I'm from England. I'm from China. America, America. England, England, China, China. Where are you from? I'm from Vietnam. Rồi vì chúng ta đã là thuộc người Việt Nam, chúng ta nên trả lời tự hào về trả lời là tôi sinh ra ở đất nước Việt Nam, đúng không? I'm from Vietnam, tôi đến từ Việt Nam. Where are you from? I'm from cùng với đất nước rồi. Đấy là cấu trúc đầu tiên chúng ta hỏi về bạn đến từ đâu. Có một cái chỗ nước cụ thể như America là nước Mỹ, các bạn có thể trả lời ngoài chúng ta nói cho America, America, America là nước Mỹ. England là nước Anh. China đến từ Trung Quốc thì chúng ta sẽ đọc là China, 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 Trung Quốc, China, England. England, America, America. I'm from Vietnam. Japan. Vietnam, Vietnam. America, America. England, China, China.
Where are you from? Where are you from? I'm from. I am from Europe. Japan. Japan. Japan có nghĩa là Nhật Bản. Oh, Japan. Câu đầu tiên, where are you from? Tiếp theo, câu thứ hai các bạn sẽ học chính là ở cái quốc tịch. Tức là mỗi đất nước thì sẽ có mỗi quốc tịch khác nhau. Ví dụ chúng ta sinh ra ở đất nước Việt Nam thì chúng ta thuộc về người Việt Nam. Chúng ta sẽ hỏi là what nationality are you? What nationality are you? Bạn thuộc quốc tịch nào hoặc là quốc tịch của bạn là gì? I'm Vietnamese. I'm Vietnamese. I'm Vietnamese. I'm Vietnamese. Tôi là người Việt Nam. Ví dụ trong trường hợp các bạn sinh ra và lớn lên ở đây khoảng tầm một vài năm, đó là các bạn có cái quốc tịch là ở đất nước Việt Nam nhưng mà các bạn lại sinh sống ở nước ngoài, thì cái phần quốc tịch này các bạn cũng có thể có quyền gọi là I am Vietnamese, tôi thuộc về người Việt Nam. Ví dụ những người Trung Quốc mà họ du nhập sang bên chúng ta từ bé đấy, thì họ vẫn thuộc về quốc tịch của nước họ là nước Trung Quốc, thì chúng ta sẽ có là rồi tương ứng với các nước lúc nãy thì chúng ta sẽ có là America, quốc tịch của America là thuộc về người nước Mỹ ấy. America, America là American, American người Mỹ. Tiếp theo sau từ American thì chúng ta học về trai England đúng không? England người Anh thì chúng ta sẽ có là English, English người Anh. Rồi về phần Trung Quốc thì chúng ta sẽ có là Chinese. Chinese là Chinese. What nationality are you? I'm Vietnamese. I'm Vietnamese. I'm American. I'm English. And I'm Chinese. I'm Chinese. What nationality are you? What nationality are you? I'm Vietnamese. Tôi là người Việt Nam. I'm American. I'm American. Tôi là người Mỹ. I'm English. Tôi là người Anh. I'm Chinese. Tôi là người Trung Quốc. Rồi, cậu Hoang đó. What nationality are you? What nationality are you? Vietnamese. I'm Vietnamese. Now, where are you from? Where are you from? Em đã từ đâu? Where are you from? I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Rồi, áp dụng lại công thức rất là tốt. Where are you from? I'm from Vietnam. What nationality are you? Bạn thuộc quốc tịch nào? I'm Vietnamese. Đinh quá nó. Where are you from? I am China. I'm from China. Rồi, what nationality are you? Thuộc về quốc tịch nào? I am China. Chinese. 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 English. American. American. Vietnamese. Vietnamese. American. American. English. Chinese. English. American. Vietnamese. What nationality are you? I'm Vietnamese. I'm American. American.
What nationality are you? I'm Vietnamese, American, English, and Chinese. Đinh trống đó, ta cho cô cả cái từ mới đây nào nữa. American, English, and Chinese. American. 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 English. 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 Chinese. Chinese. Rồi, what nationality are you? Đi đúng. What nationality are you? I'm Vietnamese. I'm Vietnamese. I'm Vietnamese. What nationality are you of Vietnamese? So just nothing properly. American. Nó đọc cho cô cả tên đấy đó. American. American. English. Chinese. 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 What nationality are you? I am Vietnamese. I'm Vietnamese. Xong rồi áp nó. Rồi, hôm nay chúng ta học về hai cấu trúc. Cấu trúc đầu tiên là hỏi bạn đến từ đâu. Where are you from? Where are you from? I'm from cộng với nước mà chúng ta để đúng không? I'm from Vietnam. I'm from... Where are you Nhật Bản? Where are you from? Rồi, cấu trúc thứ hai hỏi về quốc tịch. What nationality are you? I'm Vietnamese. I'm Vietnamese. I'm Vietnamese. Rồi, và hỏi về hai cấu trúc này, các bạn lưu ý hai cấu trúc này chúng ta thuộc về người Việt Nam thì chúng ta thường gọi là Việt Nam và Vietnamese. Chứ Việt Nam và Vietnamese. Các bạn đợi cô đọc xong. Một phút nha, cô sẽ thấu điểm tổng kết cho các bạn. Đợi có một phút nha, cô thấu điểm tổng kết cho các bạn. Rồi buổi hôm nay là cái buổi cuối cùng chúng ta học ở ở khóa tiếng Anh 1 của lớp 2. Vậy thì cái khóa 1 này chúng ta tổ chức thì cái nền nếp của cái khóa này thì chưa ổn định và chưa được cái khắc phục ở các cái cuối. Đúng không? Thì như các bạn biết đấy, một buổi học thì chúng ta có 20 bài nhưng mà có thể các bạn chắc có lẽ là đáng nhỏ cho nên là từ ý thức văn học nó đang rất là ở cái mức độ thấp cho nên nó phải có phụ huynh nhắc nhở và những phụ huynh bàn công việc cho nên là các bạn này bị quên mất giờ lịch học cho nên là giờ học của ta là bị thiếu học sinh. Cụ thể như ngày hôm nay buổi cuối cùng mà chúng ta chỉ có mặt ở đây là hiện tại là 8 bàn đúng không? Thì nếu mà phụ huynh nào mà muốn có một cái khóa học tiếp theo tức là khóa học thứ hai ấy thì khi đó thì cô sẽ tổ chức lại lớp học và chuẩn bị một cái nền để khác khi mà chúng ta được khóa học đúng không? Thì có thể xấu cái kết quả học của các bạn trong thời gian vừa qua. Đây là cái điểm mà các bạn học trong thời gian vừa qua. Và ở đấy lúc nãy cô mơ cũng nói có là sẽ chọn ra một bạn là xuất sắc nhất lớp để có một cái phần quà nhỏ cho các bạn. Nhưng mà ở đấy thì hiện tại điểm của bạn Công Hoa đang là cao nhất đúng không? Thì là chắc chắn bạn Công Hoa sẽ được một suất là là sẽ được nhận một phần quà. Những bên cạnh đó lúc nãy có kiểm tra được bàn trong giáp ấy
thì bạn ấy có một cái phần trả lời và điểm bạn ấy cũng rất là cao, cho nên nó có quyền phải cho thế bàn trọng giảm nhá. Vậy nó lập cá sẽ có bàn cộng hòa và bàn trọng giảm, và điểm tổng kết cao nhất thì sẽ được có một cái phần quà nhỏ con các bàn còn lại. Ví dụ như bàn đinh trọng, đinh trúng hay là bàn đinh khóa đều có kết quả cũng rất là tốt. Không, đấy các bạn có thể tự nhìn điểm của các bạn ở đấy, có những bàn là không tham gia học đầy đủ ấy, cái đấy là sẽ điểm nó sẽ công bố không cập nhật được. Đây, tôi cũng rất tiến dưỡng bạn là vì bạn là người mà vào ở cái buổi 6 cung, tức là để chúng ta học đến 10 buổi, tức là học đến 10 tuần thì bạn lại mới tháng sáng vào học, nhưng mà điểm số của bạn lại cũng rất là cao, và trong quá trình học cũng nắm bắt được rất là tốt. Đây, bên cạnh nữa thì các bạn mà hôm nay đã tham gia vào lớp học đầy đủ đấy thì sẽ có điểm ở đấy, các bạn có thể xem điểm của mình. Có về cái khóa học đầu tiên thì nên để tổ chức lớp học của chúng ta là chưa ổn định và nó chưa được rôn lên theo một cái lớp học như cố tổ chức ở cái khóa học của anh chị lớp 4, lớp 3 thì điểm thì hiện tại anh chị ở lớp 3 và lớp 4 đã học đến sáng khóa thứ 3 thôi các bạn ạ. Mỗi tuần thì nó duy trì ở mức đầu là 2 buổi một tuần. Thì như vậy là để đảm bảo được các bạn sẽ học đều và các bạn sẽ không bị quên đi tiếng Anh. Còn hiện tại là có thể là do một số bạn học online rồi là cô thì có việc đột xuất chẳng hạn, thì lớp chúng ta lại bị có những tuần nó kéo dài đến khoảng 2 tuần nghỉ ở giữa với chúng ta mới học. Cho nên là nó bị duy trì mất cái khả năng mà các bạn nhớ được các từ mới vừa mới học để mà ôn tập lại thì nó rất là khó đúng không? Rồi đấy điểm thôi, có phụ huynh ở bên thì các bạn có thể đưa cho phụ huynh xem và có ý kiến. Đấy, với cái khóa học thứ ba thì hôm nào chúng ta phải tổ chức làm cái khóa học và làm một cái nền để khóa thì chúng ta mới có thể ổn định được cái khóa thứ hai. Còn hiện tại bây giờ thì để mà tiếp tục cái khóa học thứ hai là rất là khó, bởi vì số lượng thành viên tham gia quá ít và cái tỷ lệ mà các bạn chủ động từ các khóa học là chưa có, cho nên là việc cố tổ chức thành cái khóa thứ ba, khóa thứ hai là đã ở hiện tại là chúng ta sẽ tạm dừng. Nếu mà phụ huynh nào mà muốn duy trì cái khóa học cho con mình ấy, thì chúng ta sẽ tổ thi hôm sáu cô mới sẽ là làm lại cái khâu tổ chức lớp học. Đó, các bạn nhìn xét vay điểm của mình, có ai có ý kiến không? Đó, các bạn có ai có ý kiến không? Phụ huynh của các bạn, bố mẹ của các bạn đó, có ai có ý kiến không? Cậu ơi, mẹ cháu đi làm chủ về. Rồi. Cái điểm của các bạn. Điểm của thằng đây. Đâu nè. Đó, trong giáp đó. Có ý kiến đi, em cứ nhận vào cái biểu tượng giữa tay mà bình thường chúng ta học ấy, rồi là nhìn chúng ta nội. Thôi ok, trong giáp. Mở mic ra nha. Alo, bạn Tòng, dạ, có nghe cô nói không? Alo. Rồi, có bạn học sinh nào có ý kiến của cô không?
câu hiện tại thì chỉ có bạn đọc giả của ý kiến thôi mà. Bạn là không mở được mic và nói thì làm sao mà cô nghe được này. Đó, các bạn có xã có điểm của mình mà có ai có ý kiến không? Đấy, đó là về ý kiến của cô đấy chứ. Chúng ta sẽ tạm nghỉ một thời gian này khi mà lớp học nào, ví dụ như các bạn nếu muốn học ở cái khóa tiếp theo ấy, thì các bạn sẽ nói với cô ấy để cô và cô mới cùng tổ chức lại cái lớp học một cách chỉnh chu nhất, vì là nó chưa ở đây là cái phần mềm để hiện tại là thành viên 20 bàn mà ở đâu khóa mà hiện tại là ở cuối khóa thì các bạn chỉ vào được 8 bàn, cho nên là cái này để của chúng ta là cô ấy cũng quen lịch mà. À, các bạn cũng chưa ý thức, chưa chủ động từ văn học được, cho nên là rất khó để dính quả tiếp theo. Cho nên là ai có ý kiến thì có thể nhắn tin vào Zalo nhé các bạn. Các bạn để ai có ý kiến thì nhắn tin vào phần Zalo nhé. Còn những bạn mà được về qua rồi thì lát nữa nhắn tin vào phần tin nhắn nhóm của lớp. Thôi bạn Tống Hoa, em có ý kiến gì đây? Đọc cái cổ nào mà... Các bạn có ý kiến thì các bạn mở mic nói cho cô nhá, vì là các bạn giới như vậy là cô cũng trâu được. Đó, đi khóa. Ơi. Cháu muốn học được 7:30 cháu mới. À, muốn học nữa đúng không? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ cố gắng là một cách tốt nhất để duy trì cái khóa học tiếp theo. Nhưng mà đời cố với cô mới thống nhất là để làm một cái này, để vào cái cách tổ chức lớp học này một cách chỉnh chu nhất thì chúng ta sẽ tiếp tục học nhé. Bây giờ hiện tại thì các bạn phương pháo chúng ta đang tăng nghỉ để ổn định lại lớp học nữa nhá. Còn sau phụ ấy thì sẽ có... Nghỉ mấy ngày cơ? Phương pháo chúng ta nghỉ đã nhá, đinh quá. Dạ. Rồi, bạn Cống Hoan đâu? Rồi, con ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không có ý kiến gì nữa thì cô sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Và như dự định thì chúng ta sẽ có một cái buổi gặp sau. Khi mà chúng ta ổn định lớp học ở khóa tiếp theo thì chúng ta có thể là gặp lại nhau. Thank you. Goodbye. Chào cô. Goodbye. Goodbye. And good night. Goodbye. Thank you so much. Goodbye.